gian của nhà hàng. Đây, bên này là khu vực lễ tân này. Cảnh ở đây thì đúng là quá tuyệt vời thôi, không có gì phải bàn đấy. Cái vách ngăn thì lại được làm bởi bằng tre, khung gỗ, toàn gỗ tốt đi. Nhà hàng đẹp quá. Cứ đi đi. Có. Chúng ta đứng trên nhà hàng để nhìn view xuống biển rất là đẹp. Thank you.